chào đón các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân đã đến đón xem chương trình văn nghệ chào mừng ngày hội đoàn kết toàn dân và báo cáo công tác chỉ đạo điểm hoạt động văn hóa văn nghệ tại thôn Tỉnh Cách, xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép Minh Tuyền và Đoàn Tuân gửi tới các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc cho đêm văn nghệ của chúng ta thành công tốt đẹp. Vâng, kính thưa quý vị, sau một thời gian tập luyện hăng say, tích cực dưới sự hướng dẫn nhiệt tình, tâm huyết của đội ngũ giảng viên đến từ Trung tâm Văn hóa Văn nghệ tỉnh Hải Dương, hòa trong không khí láo lướt tức bừng của người dân cả nước chào mừng ngày hội đoàn kết toàn dân tộc, hôm nay những người con thôn Tỉnh Cách là hội viên của câu lạc bộ văn nghệ, câu lạc bộ dân vũ cũng đang chung tay góp phần hòa chung nhịp đập của cả nước, đem những lời ca, tiếng hát, điệu nhảy, điệu múa chúc mừng ngày đại đoàn kết toàn dân tộc đã đi qua 93 mùa hoa. Vâng, kính thưa quý vị, ngay khi bước chân lên sân khấu này, tôi thấy có rất nhiều quý vị khán giả ở các lứa tuổi khác nhau, đặc biệt là hai bên cánh gà, như quý vị thấy rằng các nghệ sĩ của chúng tôi đã sẵn sàng biểu diễn trong những trang phục vô cùng lộng lẫy. Vậy trước khi buổi biểu diễn bắt đầu thì rất mong quý vị hãy hâm nóng cho bầu không khí của buổi tối hôm nay bằng một tràng pháo tay thật lớn và thật rộn rã được không ạ? Vâng, xin cảm ơn. Vâng, không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, sau đây chương trình văn nghệ xin được phép bắt đầu. Mở đầu chương trình là màn múa độc lập Lét Dạo Ngày Xuân qua phần biểu diễn của tốp lữ đến từ câu lạc bộ văn nghệ thôn Tỉnh Cách. Xin hãy lổ một tràng pháo tay thật to để chào đón tiết mục ạ. Thank you.
vị dành một tràng pháo tay thật lớn dành tặng cho tiết mục mở màn vô cùng ấn tượng vừa rồi ạ. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, với phần mở màn vừa rồi thì đêm văn nghệ của chúng ta hôm nay sẽ hứa hẹn rất nhiều tiết mục vô cùng ấn tượng và vô cùng thú vị ạ. Kính thưa quý vị, có đảng muôn năm yên tổ quốc, xây thành một dải vững cơ đồ, sao vàng cờ đỏ tung bay mãi, đất nước ghi công ơn Bác Hồ. Bác Hồ, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, tuy không còn nữa, nhưng hình ảnh, đạo đức, lối sống và tư tưởng của người vẫn luôn in đậm trong trái tim của hàng triệu người dân đất Việt. Tiếp theo chương trình, xin quý vị lắng đọng tâm tư, thành kính, thưởng thức làn điệu chèo mang tựa đề Quê hương ơn Bác, soạn lời Phạm Minh Tuấn qua phần biểu diễn Mai Hương cùng tốt múa. Thank you.
Lại đây. Vâng, một tiết mục vô cùng ấn tượng, phải không quý vị? Qua hai tiết mục vừa rồi thì bản thân tôi thấy rằng các nghệ sĩ của chúng ta đã có những tiến bộ vượt bậc trong biểu diễn. Để có sự chuyên nghiệp này, xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô ở Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hải Dương đã tận tình hướng dẫn các nghệ sĩ của chúng tôi. Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn các thầy cô và sự nỗ lực tập luyện của các nghệ sĩ. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, khúc hát tình yêu là một làn điệu chèo theo điệu Đường Trường Bắn Thước, trữ tình sâu lắng, chút bâng khuâng bồi hồi của tình yêu đôi lứa khiến cho bài hát cứ in đậm vào tâm hồn người nghe thật khó phai nhòa. Và tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc qua phần biểu diễn của cặp Long Song Ca Thanh Bến Phạm Vui. Xin mời quý vị nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón hai ca sĩ ạ. Từng người ngày đợi tin anh tới
Thank you.